Thưa quý vị, rời bục giảng nhưng không rời học sinh, nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc. Đó là những điều mà rất nhiều thầy cô giáo tâm niệm sau khi về hưu. Với kinh nghiệm, tri thức cùng tấm lòng yêu thương học sinh, nhiều cựu nhà giáo vẫn đang miệt mài đóng góp sức lực, vận động mọi người cùng chung tay cho sự nghiệp giáo dục tại địa phương. Đều đặn từ nửa năm nay, căn phòng tại Trung tâm Văn hóa Thể thao và Học tập Cộng đồng phường Hải Châu 2 lại sáng đèn đón học sinh vào mỗi chiều thứ Bảy và Chủ nhật. Rồi bục giảng nhà trường sau 32 năm, cô giáo Tống Thị Hiệp lại tìm về phấn trắng bảng đen tại lớp học không đồng cho học sinh nghèo, khó khăn tại khu dân cư Trung Tạm 2. Lớp học hiện có khoảng 15 học sinh, độ tuổi lớp 1 đến lớp 5, hầu hết là con của hộ nghèo, hộ khó khăn, phụ nữ đơn thân. Những ngày tôi về hưu nhưng mà tâm trạng của tôi là tôi cũng chưa bao giờ thấy giống như mình đã về hưu. Và trong lòng thì cứ thôi thúc mãi làm sao mình mở mắt ra là mình phải gặp được các em học sinh. Cứ nhiều khi dạy đến tới giờ nghỉ mà cô cũng không có nghĩ là tới giờ đó là mình phải đi về. Lực lượng cựu nhà giáo trên địa bàn thành phố hiện nay rất đông đảo, với khoảng gần 4.000 người đang tham gia vào hội cựu giáo chức ở các địa phương. Sau khi về hưu, nhiều thầy cô giáo rất tâm huyết với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Hội cựu giáo chức phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ là một trong những đơn vị hoạt động hiệu quả trong việc vận động các nguồn lực chăm lo cho giáo dục. Thông qua đêm văn nghệ gây quỹ, hội đã vận động được sự đóng góp của nhân dân, từ đó quan tâm, giúp đỡ học sinh, cựu giáo viên có hoàn cảnh khó khăn. Vào hội á, thầy cô nào cũng cảm thấy rất là vui ghê lắm. Hội tổ chức đem lại tất cả những niềm tin yêu cho thầy cô, chăm lo đời sống tinh thần, và thầy cô cũng là coi như là nhiệt tình ủng hộ, làm được những nhiều việc hỗ trợ cho giáo dục ở địa phương. Thí dụ như nhiều thầy cô là coi như rằng là giúp đỡ cho học sinh nghèo vượt khó này, rồi hỗ trợ cho hội của cô là cô có quỹ để cô là trao học bổng cho những em học sinh nghèo vượt khó. Phát huy truyền thống tốt đẹp của người giáo viên nhân dân, những cựu nhà giáo đã và đang góp công sức trí tuệ của mình vào sự phát triển chung của địa phương. Với vị thế, nhà giáo, người trí thức, người cao tuổi trên địa bàn dân cư, các thầy giáo cô giáo đã nghỉ hưu lan tỏa những giá trị tốt đẹp, những năng lượng tích cực trong xã hội.